Mẹ, hay là mẹ đợi con dứt cái cơn này rồi mẹ lên Sài Gòn sống với con đi. Mua thúng bán bưng gì cũng được hết á. Chứ sống kiểu này sao sống được hả mẹ ơi? Gần hết đời người mẹ con sống dưới biển. Bây giờ mà lên thành phố, làm sao mẹ con chịu nổi? Phải thay đổi thôi chứ sao giờ. Chứ sống kiểu này biết sống chết thế nào được. Chuyện đó tính sao đi con. Chừng nào á con thoát khỏi ám ảnh này á rồi mình tính tiếp. Mẹ con nó đang sống bên nhà tao. Tao thấy mày ngày càng trượt dốc đó. Mày cứ sống theo kiểu này thì hạnh phúc của mày sẽ không giữ được đâu. Kệ nó, mày muốn đi đâu thì đi, đi luôn càng tốt. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Nếu mà cảm thấy không sống được nữa thì mày với nó ngồi lại bàn bạc với nhau. Chứ mày cứ mượn uống mấy ly rượu vô á rồi làm càng, tao thấy không ổn chút nào hết. Khi tao cứu vớt cuộc đời mẹ con nó còn ở dưới bùn, nó bám víu lấy tao. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay hả? Ly dị à, không có dễ đâu. Cuộc sống á, không phải lúc nào cũng bằng phẳng và yên bình như mình mong muốn. Vợ chồng là duyên số. Nếu mày cứ lấy quá khứ của anh ra mà nói thì nó nặng nề lắm. Ngày gặp lại mày, vợ chồng tao không hề biết con Nguyệt là con riêng của anh. Tao và Mai rất khâm phục mày vì thái độ lẫn sự cao thượng của mày. Không biết điều gì đã làm mày thay đổi như vậy. Nếu như mày bị vợ mày cấm sừng thì mày nghĩ sao? Nếu mày biết vợ mày đến với mày chỉ để lợi dụng thì mày nghĩ sao? Tao không nghĩ anh là người như vậy. Tại nó không phải là vợ mày, nó là vợ của tao. Mày nghĩ mấy chục năm là vợ chồng mà tao chung đụng với nó không quá một bàn tay? Sức chịu đựng của tao hay là của nó có giới hạn hả? Thôi được rồi, không tranh cãi chuyện này nữa. Hiện tại thì mày cứ để mẹ con nó ở bên nhà tao ít bữa. Khi nào mày thấy đầu óc thoải mái á thì mày cứ nói với tao. Tao sẽ đưa mẹ con nó về nói chuyện với mày. Bây giờ uống hết chai này rồi về. Vì sớm tao còn đi lấy tiền hàng nữa. Thiệu à, má nghĩ bây giờ á con nên về dưới nhà ở đi. Rồi à, ba con á lên đây nè coi chừng nhà cho con. Từ trước giờ đâu ai quan tâm tới con đâu, sao tự nhiên bây giờ làm lớn chuyện lên vậy? Từ trước tới giờ á, đâu có ai biết mẹ con nó hành hạ mày như vậy. Thôi thôi, mai chị hai về đi. Chuyện của con còn tự lo được, đừng có ai can thiệp vào hết á. Thiệu ơi là Thiệu, con già rồi, hai thứ tóc rồi mà còn lú lẫn vậy sao con? Con chưa trắng mắt ra sao? Chứ bây giờ mọi người muốn cái gì đây? Từ trước đến giờ con đã làm phiền gì đến gia đình chưa? Có ai giúp đỡ con chưa? Sao cứ muốn áp đặt rồi can thiệp vào chuyện của con hoài vậy? Nếu mày nói như vậy á thì ngày mai tao với má đi về. Mày lớn rồi, gia đình không có lo cho mày nữa. Mày tự lo đi. Cuộc sống đó do mày tự lựa chọn. Ngày mai chắc là em đưa con Nguyệt về nhà quá.
Chứ làm phiền anh với Mai hoài như vậy em thấy ngại quá hả? Chưa có về được đâu chị. Đang căng thẳng như vậy làm sao mà về? Đâu có thể ở đây hoài như vậy được. Tôi nghĩ em và thằng Thiệu phải cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Thằng Thiệu nó cũng có những khổ tâm của nó, và em cũng vậy. Chúng ta tuyệt đối không thể vì mưu cầu cá nhân mà làm ảnh hưởng đến con trẻ. Anh Ngọc anh nói đúng đó chị. Alo. Alo.
Anh hai hả? Anh chị và cháu có khỏe không? Khỏe. Thôi mẹ nói chuyện với mẹ đi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa. Alo, mẹ hả? Ừ. Mẹ đang làm gì vậy mẹ? Mẹ đang chẻ củi chuẩn bị nấu cơm. Mẹ, mẹ có khỏe không? Khỏe. Con có khỏe không? Dạ con khỏe mà. Cháu ở nhà có ngoan không mẹ? Ngoan. Trời ơi, nó chạy chơi suốt à. Mà mẹ thấy sao lo cho con quá. Mà có chuyện gì giọng con coi khác quá vậy? Mẹ đừng lo cho con. Cuộc sống con vẫn ổn. Ừ. Công việc làm của con sao rồi? Công việc của con hả mẹ? Công việc của con tốt lắm. Tốt lắm mẹ. Mọi người trong công ty tốt với con lắm. Con cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Con biết rồi mà. À, mà lương bổng không sao rồi con? Bây giờ lương thấp nhưng mà có tương lai lắm mẹ. Ừ. Hè này con đón mẹ lên chơi nha. Thôi để mẹ lên, mẹ đem quà lên cho con. Thôi để con dậy đón, mẹ đừng có tự lên nha. Sài Gòn không có giống ở dưới quê đâu mẹ. Nói gì mà nói nhiều vậy? Mẹ nói lúc khác gọi đi. Mẹ, mẹ ơi. Alo. Mẹ. Đến bây giờ ba bị ung thư máu rồi, nhưng chỉ có mẹ, mẹ là người chăm sóc cho ba, giật dậy tinh thần cho ba. Còn muốn ba hiểu, tất cả mọi người làm ở đây á là làm gì, cái gì là vì ba đó ba. Quà. Anh có mua ít cháo nè, em ăn đi. Em đừng có như vậy, em còn phải ăn uống để có sức khỏe. Em cần có sức khỏe để lo cho ba mẹ và em gái của em nữa. Anh nói nãy giờ mà ba mẹ em không chịu ăn uống, cho nên anh đã mua cho 2 bát hộp sữa. Anh thấy tình hình này kéo dài, 2 bát không trụ nổi đâu. Bởi vậy lúc đó em là người lo cho cả gia đình luôn đó. Cho nên thật tình anh muốn không bị ảnh hưởng đến sức khỏe của em đâu. Em cảm ơn anh. Nếu mà thời gian này không có anh, em thực sự không biết phải xoay sở làm sao khi mà mọi chuyện cứ liên tục xảy ra. Khờ quá à. Cứ khách sáo cảm ơn anh hoài. Em muốn cảm ơn anh á thì ăn hết phần cháo này đi.
Anh không muốn thấy em tiều tụy rồi ngã bệnh vậy đâu. Dạ, em sẽ không để cho mình ngã bệnh đâu. Bệnh nhân có hai dây thần kinh trung ương dính vào nhau. Đó là lý do khiến bệnh nhân không nói được. Chúng ta chỉ cần tách hai dây thần kinh này ra thì sẽ khôi phục lại khả năng nói cho bệnh nhân thôi. Không được đâu bác sĩ à. Việc tách hai dây thần kinh trung ương chưa bao giờ xảy ra ở bệnh viện chúng ta. Tôi sợ kỹ thuật quá cao so với trình độ chuyên môn của chúng tôi. Đúng đó. Chúng ta chỉ nên lấy máu bầm trong não bệnh nhân thôi. Được rồi, tôi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện việc này. Còn việc của chúng ta bây giờ là phải thực hiện di phẫu, tách hai dây thần kinh trung ương ra và khôi phục lại khả năng nói cho bệnh nhân. Em ăn gì chưa mẹ? Em ngủ rồi con. Dạ. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc em cho. Hoàng Long nè. Dạ. Mấy ngày qua bác lu bu lo cho Nhã Khanh mà hai bác quên nói lời cảm ơn với con. Thật là ngại quá. Dạ đâu có gì đâu bác. Mấy bữa nay Khánh Hòa cảm ơn con hoài à. Bây giờ bác cảm ơn con nữa, con thấy ngại lắm. Con với Khánh Hòa vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp, giúp ích chuyện này á là chuyện nhỏ thôi. Với lại con coi Nhã Khanh là em gái của con mà. Có chuyện này bác muốn hỏi con. Con Hòa nó chỉ nói về công việc thôi, mà mối quan hệ bạn bè tình cảm chưa hề thấy nó đề cập tới. Bộ công việc của một luật sư là bao gồm cả việc điều tra sao? Đôi khi cũng phải như vậy bác à. Là một luật sư là người nắm cán cân của công lý. Tuy nói rằng chánh án là người quyết định, nhưng mà quyết định có công bằng hay không á còn tùy vào cái tâm của người luật sư này nữa, để bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Đúng lý ra vụ án này đã khép lại từ lâu rồi, bởi vì bị cáo đã nhận tội. Nhưng mà trong quá trình tìm hiểu tụi con phát hiện ra vụ án này có nhiều uẩn khúc. Với lại về mặt bị cáo á, có nhiều thiệt thòi mà không ai phát hiện được. Do đó tụi con quyết định bào chữa cho vụ án này. Quá trình để được tòa chấp nhận kháng cáo á là chúng ta phải đưa ra được bằng chứng vụ án có nhiều sơ hở. Khánh Hòa là đồng nghiệp tốt của con, cô ấy cùng với con đi đến tận cùng để bảo vệ quyền lợi cho người bị hại bác à. Chà, một người trẻ như con mà có một bầu nhiệt huyết thật lớn lao. À, con có nghĩ là mình sẽ thành công trong việc kháng án, giúp được người con gái đó không vậy? Con nghĩ không chỉ mình con mà cả Khánh Hòa cũng tin tưởng vào sự thành công bác à. Hay lắm, lâu lắm rồi bác chưa thấy một người trai trẻ nào có một bầu nhiệt huyết và tin tưởng vào bản thân mình giống như cháu vậy đó. Bác chúc cho cháu thành công trong vụ án này nghe. Dạ cảm ơn bác. Đã tới đây rồi thì nhất định mình phải đủ can đảm để bước vào trong đó. Hoài Thanh à, mày có thể làm được mà. Nhất định mày phải làm được. Ngoài những phần chị đã trình bày với em về quá trình cai nghiện của những người tình nguyện ra, thì em còn muốn biết thêm gì nữa không? Dạ chị, cho em hỏi những thủ tục cần thiết để bắt đầu cai nghiện là như thế nào ạ? Ừ, đối với người tự nguyện cai nghiện á, hồ sơ gồm có một bản hộ khẩu chứng thực, một bản sao chứng minh nhân dân chứng thực. Còn những giấy tờ khác á, thì chị sẽ làm giúp em. Khi vào cai nghiện á, em còn phải làm thêm một bước nữa là cần phải xét nghiệm tổng quát để trung tâm biết được tình trạng sức khỏe của em. Nếu có điều gì cần lưu ý thì bác sĩ sẽ giúp đỡ em được tốt hơn về mức độ cai nghiện của em. Xét nghiệm tổng quát là họ sẽ biết mình đã nhiễm HIV. Em à? Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ em đã hiểu em phải làm gì rồi. À, em à, trong đây có tất cả những thông tin em cần phải tham khảo và có cả số điện thoại để tư vấn 24/24 và em có thể gọi bất cứ lúc nào nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ.
Mình làm sao vậy? Ban đầu mình đã quyết tâm phải cai nghiện để trở về bên mẹ. Có thể mình còn kịp ăn một cái Tết vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mình. Vậy mà sao bây giờ mình lại có vẻ lo sợ lưỡng lự, không biết có nên đi cai nghiện hay không nữa. Trời ơi, anh lạnh quá. Em à, em lạnh hả? Em thấy đỡ lạnh chưa? Em đã thấy đỡ lạnh chưa? Anh hai ơi, anh đừng đi nữa. Chờ em đi với anh hai. Nhưng mà đừng như vậy mà. Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn chị nè. Nhung ơi, đừng như vậy mà Nhung. Nhung ơi, đừng có nhắm mắt mà Nhung. Thật ghê rợn. Chẳng lẽ kết cục của mình cũng sẽ giống như vậy sao? Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu, đã không lo lắng báo hiếu được gì cho mẹ, mà làm cuộc đời của mình trở thành hoang tàn ma dại, không thể cứu vãn được nữa. Mẹ ơi, bây giờ con hối hận thì đã muộn rồi. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Thôi, tôi đi đây. Chào cả nhà. Anh Giang, em của em sao rồi anh Giang? Bác sĩ, con tôi sao rồi? Con gái bác rất kiên cường, nên đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Xin chúc mừng gia đình nha. Mọi việc còn lại chỉ phụ thuộc vào gia đình của mình thôi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Giang nhiều lắm. Cảm ơn anh Giang nhiều lắm, cảm ơn anh. Có gì đâu, tôi với Long là bạn thân của nhau mà. Bữa nào rảnh mình đi uống cà phê nha. Tốt quá rồi ông ơi. Cảm ơn anh. Dạ, chào hai bác. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn đi nha. Cảm ơn nhiều. Mẹ. Anh Long, em cảm ơn anh. Nếu mà không nhờ anh, nhờ anh Giang giúp đỡ, chắc là cả nhà em không được vui như vậy. Có gì đâu, là do Khanh may mắn thôi, gặp đúng bệnh viện mà Giang làm phẫu khoa não nữa. Mọi chuyện xong hết rồi, mọi người phải vui lên chứ. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ, có gì đâu bác. Khanh ơi, nghe mẹ nói không con? Khanh ơi, tỉnh dậy đi con. Con mổ rồi nên mất nhiều sức lắm. Khi nào con tỉnh lại á thì mẹ sẽ nấu nhiều món ăn ngon cho con. Mẹ à, em nó mới làm phẫu thuật xong, chắc là chưa có tỉnh lại được đâu mẹ. Mẹ mới thấy nó chớp mắt kìa. Khanh ơi, Khanh, tỉnh lại đi con. Khanh ơi. Mẹ à, chắc là không phải đâu. Khanh ơi, nói gì với mẹ đi con. Khanh ơi, nó tỉnh lại rồi. Con đau quá. Đau quá. Giang, anh biết nói mẹ ơi. Đau quá. Mẹ ơi, Giang Khanh anh nói, Giang Khanh anh nói kìa mẹ. Ba, ông ơi. Ba, ông ơi. Ông, Giang Khanh anh nói được rồi ông Giang ơi. Khanh, Giang Khanh, chị hai nè em. Đau quá. Bà cứ để tôi dọn ra ngoài sống đi. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Không còn mặt mũi nào để nhìn bà nữa. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Ông đừng có trách mình nữa.
Sai lầm của tôi quá lớn bà. Phản bội vợ, áp đặt đủ điều cho vợ con. Một kẻ như tôi thật sự không đáng được tha thứ. Ai mà chẳng có sai lầm. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Điều quan trọng nhất bây giờ là ông phải ráng giữ gìn sức khỏe, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cảm ơn bà đã tha thứ cho tôi. Ông dù gì cũng là ba của thằng Long, sao tôi lại không tha thứ cho ông được chứ? Người một nhà không nên so đo tính toán với nhau. Ông, tôi và thằng Long là một gia đình, ông phải luôn luôn nhớ như vậy. Cảm ơn bà nhiều lắm. Chỉ cần ông cố gắng vượt qua bệnh tật, sống thật lâu với mẹ con tôi là được rồi. Dạ, anh cần gì á thì em đây sẵn sàng làm việc hết mình, chỉ mong anh hài lòng là được. À, thì ra chuyện tôi thăng chức á thì cậu là người vui mừng nhất đúng không? Dạ, anh mà thăng chức á ai lại không vui lây. Chỉ mong á anh chiếu cố cho tụi em là đủ rồi. Đối với tôi, ai được việc tôi sẽ cân nhắc thăng chức, còn ngược lại tự cậu hiểu lấy. Còn nếu như cậu muốn được thăng chức thì hãy đi làm đúng phần việc của mình đi, còn đứng đây nịnh bợ tôi thì không được gì cho cậu đâu. Dạ, em xin phép. Dạ, đây là nhóm hồ sơ mà chú cần. Được rồi, cô cứ để đó đi. Dạ, nhưng mà đây là một số công văn cậu chú ký ạ. Alo, tôi Liêm đây. À, nếu là công việc thì đương nhiên tôi phải làm thôi. Thôi được rồi, tôi đến ngay. Tôi có việc phải đi ra ngoài. Còn mọi việc ở đây, cô thu xếp giùm tôi nghe. Dạ, nhưng đây là số công văn cần chú ký à. Làm phiền chú ký giùm con. Hey. Thì ra ông Liêm là kẻ đứng đằng sau gây hại cho ông Hoàng. Đã hại người khác rồi mà còn lưu lại bằng chứng nữa, đúng là một kẻ không biết sợ mà. Để xem lần này ông giải thích như thế nào khi bằng chứng đã được phanh phui. Xưa nay tôi không thích ngồi dùng bữa chung với người khác, nhưng vì sự hợp tác và thấy anh cũng có lòng nên tôi không thể bắt khó anh được. Mong anh á ráng giúp tôi vượt qua khó khăn lần này. Tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Dạ, tôi có chút quà mọn mong anh nhận cho. Vì bên đối tác đưa đơn kiện thì phải làm đúng thủ tục vậy thôi. Dạ. Còn phía bên anh phải lên trình diện và khai báo trước cơ quan công tố, đó chỉ là hình thức vậy thôi. Còn kết quả tôi sẽ cho anh trắng án, như vậy được chứ? Dạ được mà. Nếu mà anh giúp đỡ như vậy á thì còn gì bằng. À mà tôi đang có một ông bạn đại gia, ông này giàu ghê lắm, nhưng mà có cái tính đào hoa không có bỏ được nên bị vợ bỏ. Rồi vợ đâm đơn ly hôn, rồi phân chia tài sản, đúng không? Dạ, đúng vậy. Anh có thể giúp ổng giành được nhiều phần tài sản và cả quyền nuôi con nữa được không? Cái vụ lừa đảo 100 tỷ của ông tôi còn làm trắng án được.
Còn chuyện phân chia tài sản ly hôn thì có xá gì chứ? Dạ, dạ tôi không có ý coi thường anh. Nhưng với địa vị của anh hiện giờ mà nhiệm vụ này tôi thấy không có tương xứng với cương vị của anh lắm, nên tôi mới hỏi vậy thôi. Nếu mà được anh đồng ý giúp thì còn gì bằng. Thôi được rồi, từ nay trở đi á, ai muốn nhờ điều gì thì hãy gọi người đó lên gặp trực tiếp tôi, hiểu chưa? Dạ. Mà nếu được anh giúp thì anh sẽ đồng ý đúng không? Đồng ý hay không là còn tùy vào hảo ý của người đó nữa. Dạ. Dạ mời anh ạ. Dạ. Ba, đây là hồ sơ cho thấy ông Thiệu không tìm kiếm Nguyệt khi Nguyệt bỏ nhà ra đi năm 16 tuổi. Điều này chứng tỏ rằng ông ta có hiềm khích với Nguyệt từ trước. Còn phần mẹ của Nguyệt thì sao? Bà ấy có đăng tin tìm kiếm hay khai báo với cơ quan chức năng không? Bà ấy tự mình đi tìm, không báo cơ quan chức năng nào hỗ trợ hết. Thật là kỳ lạ. Nếu con gái mất tích á, thì phải đăng tin để đi tìm, hoặc là báo với cơ quan công an. Đằng này lại không làm gì cả. Chắc là có uẩn khúc gì đó. Ba, ba sao vậy? Không sao. Chắc tại xem hồ sơ nhiều nên mắt ba hơi bị nhức. Vậy mình nghỉ lát đi ba. Ừ. Trái cây đến rồi đây. Hai cha con ông làm việc chắc mệt lắm phải không? Cho nên tôi gọt ít trái cây để bổ sung vitamin đó. Ba thấy mẹ là nhất đúng không ba? Hai cha con phải ăn hết dĩa trái cây ấy, thì mẹ mới chịu đó. Thì bà cũng ăn với cha con tôi cho nó vui. Ông ăn đi. Lâu lắm rồi mới thấy gia đình mình vui vậy đó ba. Nếu như có thêm một đứa con dâu và hai đứa cháu nội nữa thì càng vui hơn. Nè, mẹ con hối con lấy vợ rồi đó. Con mà chần chừ không chịu đám cưới không có yên với mẹ con đâu. Thấy mẹ vậy á, chứ mẹ không có hiền đâu ba. Hai cho con ông hồi nhau ông hiếp tôi phải không? Ngọt không con? Giận không? Alo. Dạ. Có việc gì mà cô gọi tôi giờ này vậy? Dạ, con có hồ sơ là bằng chứng ông Lâm đã hại chú. Bây giờ con đang tới cơ quan nè. Chú tới cơ quan đi rồi con giao cho chú. Được rồi, tôi sẽ tới liền. Dạ. Ông đi đâu vậy? Ba có việc phải ra ngoài. Một lát về ba với con sẽ bàn tiếp về vụ án của cô Nguyệt. Ông à, nhưng mà tôi thấy hay là bây giờ để sáng mai được không? Chứ ban đêm nguy hiểm lắm. Mày nói đúng đó ba. Sức khỏe của ba chưa hoàn toàn bình phục đâu. Hai mẹ con yên tâm đi. Tôi tự biết liệu sức của mình mà. Tôi đi nha. Mẹ, chắc có chuyện gì quan trọng lắm ba mới đi giờ này á. Nhưng mà nửa đêm nửa hôm ba con đi như vậy mẹ lo lắm. Mẹ chỉ sợ bệnh cũ của ba con tái phát. Long nè, không ấy con đi theo ba đi. Có con đi theo mẹ yên tâm hơn. Dạ. Vậy mẹ dọn hồ sơ giùm con nha. Ừ, đi đi con. Chuyện gì vậy ba? Cô ấy vừa bị cướp. Cô có sao không? Không. Báo công an cho ba. Không, được rồi, không có gì quan trọng, đừng báo công an. Tôi thấy cô nên đi viện trước đã. Dạ, con không sao đâu, con chỉ hơi hoảng sợ một chút thôi. Tại vì cái USB của con để trong giỏ sách á, mà bị tôi nó giật mất rồi. Cô không sao là may rồi. Còn bằng chứng thì có thể thu thập được mà.
chứng cứ gì vậy ba? Nãy giờ hai người nói gì con không hiểu gì hết. Từ đầu á, tôi nghi ngờ ông Liêm đang thay thế vị trí chánh án của ba anh. Tôi thấy ông ta nhận hối lộ nên tôi theo dõi. Không ngờ tôi lại phát hiện ra ông ta chính là kẻ hại ba anh. Đúng là ích kỷ mà. Thì ra là vậy. Đó là lý do mà cô gặp ba tôi gấp phải không? Ừ. Bây giờ chứng cứ không còn, vậy phải làm sao hả ba? Tôi có lưu lại trong laptop rồi. Dạ đây nè chú, đây là bằng chứng duy nhất còn lại á. Chú nhớ giữ cẩn thận nha. Cảm ơn cô. Dạ dạ. Việc gì cần làm con đã làm xong rồi. Dạ con về nha. Nè, tôi đưa cô về. Dạ thôi không cần đâu, tôi về được rồi. Nhà tôi xa lắm. Cô đừng cố sức, để tôi đưa cô về mà. Dạ. Hay là vậy đi, tôi gọi taxi đưa cô về. Còn xe của cô á, tôi gửi nhà bạn tôi gần đây nè. Sáng mai á, tôi mang đến cơ quan cho cô. Dạ vậy cũng được. Dạ tụi em dọn được cái giỏ nó rồi. Trong đó có cái gì không? Trong đó có USB nè. Nhưng mà em không hiểu sao nó đưa cái laptop cho cha già đó nữa. Vậy chắc chắn là trong laptop đó có điều bất lợi cho tao. Bây giờ phải tính sao hả anh hai? Mẹ nó, tao đã cho nó con đường sống mà nó là không chịu. Tụi mày hãy làm cho nó im lặng mãi mãi cho tao. Dạ em biết làm việc rồi. Dạ anh hai. Giục mẹ nó đi. Đây là mẫu đơn tố cáo đã soạn sẵn. Cậu chỉ cần ký tên và mang đoạn video lúc cậu quay lén ông Hoàng đến trình báo công an là được. Cậu sẽ nhận được thù lao khi cậu vừa rời khỏi trụ sở công an. Cô thư ký của ba cũng thông minh thiệt. Khi chuyển tiếp hộp thư điện tử của ông Liêm về laptop của mình, còn lưu riêng ra một bản nữa. Đúng là lũ mặt người dạ thú. Bọn chúng cố tình gài bẫy ba mà. Ba bình tĩnh đi. Có bằng chứng như vậy á, ông Liêm có chối cãi như thế nào cũng không được đâu ba. Ông Liêm dám dùng thủ đoạn này để hạ bệ ba. Nếu như ông biết cô thư ký của ba biết thủ đoạn của ổng á, thì không yên đâu ba. Alo, dạ con nghe nè chú Hoàng. Cô về tới nhà chưa? Dạ, con mới vừa về tới nhà. Chú cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chú nhớ giữ laptop đó cẩn thận nha. Những gì quan trọng nhất con đã lưu trong đó hết rồi. À, chú ơi, dạo này con thấy chú xanh xao lắm đó. Chú nhớ ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe nha. Dạ thôi, con vô nhà nha chú. Chắc có chuyện không lành rồi con ơi. Ba vừa nghe tiếng la, điện thoại không liên lạc được. Chắc ba phải đến đó xem thế nào. Nè, ông không được khỏe mà đòi đi đâu vậy? Thôi uống miếng nước đi. Ông đang bệnh hoạn vậy đi đâu được chứ? Người ta đã giúp cho tôi. Lỡ cô ấy có chuyện gì thì tôi lấy gì để tạ lỗi với gia đình của cô ấy chứ? Tôi biết là ông lo rồi, nhưng mà thân của ông còn lo chưa xong thì làm sao mà lo cho người ta được chứ? Không phải là tôi coi thường ông, nhưng mà chuyện gì cũng phải có giới hạn. Ông phải nghĩ tới sức khỏe của mình nữa chứ. Tôi chưa biết tin tức của cô ấy như thế nào, tôi không thể nào yên tâm được. Thôi được rồi, để con đi với ba. Con cũng linh cảm là không tốt lắm. Ừ, vậy thì con đi với ba đi con nha. Chuyện gì xảy ra vậy anh? Có một cô gái mới vừa bị đâm ở đây đó anh. Rồi nạn nhân chuyển đi đâu rồi? Công an và những người dân ở đây mới vừa chuyển người ta vô bệnh viện rồi. Đi thôi con. Cảm ơn anh.
Mẹ kiếp tụi mày, tao đã dặn là cho nó im miệng mãi mãi mà. Bộ tụi bị điếc hả? Dạ, tụi em cho nó một nhát chí mạng rồi. Không ngờ mạng nhỏ này lớn thiệt. Tụi bay có biết là nếu nó tỉnh lại là chết cả lũ không? Dạ, anh hai à, anh hai yên tâm đi. Mặc dù đưa đi cấp cứu mà em thấy nó thoi thóp, chắc nó không qua khỏi đâu anh. Mà nếu anh cần á, đem vô bệnh viện dọn sạch sẽ luôn cho. Tụi mày ngu quá đi. Tụi bay có biết bây giờ công an đang theo dõi nó, bảo vệ nó không? Tụi bay đút đầu vô đó là coi như đút đầu vào rõ rồi. Hiểu chưa?